Kim Long Center xin giới thiệu các bạn đến một dòng sản phẩm mới vừa ra mắt trong tháng 11 này, trong tháng 11 này của dòng đeo Vocho. Thì trước đây các phân khúc của dòng đeo Vocho á, trong những năm gần đây 2016 tới hiện tại tới thời điểm này thì đa số là dòng những phân khúc mỏng, ví dụ như là 5468, 5568 đồ, đều thiết kế của nó là rất là mỏng và nhẹ. Nhưng đợt ra mắt này của dòng đeo Vocho thì bề ngoài của nó có vẻ là hơi to và dày. Các bạn dòm sơ các bạn có thể thấy ha. Nhìn kỹ, nhìn chuyên, nhìn dạng như là một dòng chuyên về đồ họa và gaming hơn. Thì dòng máy thì tay mình đang chuẩn bị giới thiệu các bạn là dòng đeo Vocho 7570. Dòng máy này lý do vì sao mà nó được có vẻ là nặng, nó độ khoảng cỡ 2,5 kg. Và nó dày như vậy tại vì nó được trang bị một cấu hình rất là khủng. Con này được trang bị là cấu hình là con i7-7700HQ. Để mình mở máy cho bạn coi kiểm tra cấu hình của nó. Trang bị cấu hình là i7-7700HQ. RAM của nó là 8GB. Được trang bị là RAM 8GB. Con này chạy tốc độ tối đa của nó có thể chạy được là 32GB. Dòng máy này được thiết kế ổ cứng thì chạy song song hai ổ cứng. Ổ cứng 128GB SSD. Thì mặc định theo máy là ổ cứng M2 SATA và có thể hỗ trợ nâng cấp ổ cứng M2 PCIe được luôn. Cùng là một khe cắm nhưng có thể hỗ trợ hai dòng SSD và ổ cứng 1 HDD 1TB kèm theo. Kẹt xử lý đồ họa là sử dụng là GTX 1060 6GB. Trang bị màn hình độ phân giải Full HD 1920x1080 có lớp màng ABS. Đây là cấu hình sơ qua của dòng máy mình đang giới thiệu các bạn. Thì nhìn sơ về dòng máy này được thiết kế là vỏ nhôm. Vỏ nhôm nguyên khối có hai fan tản nhiệt. Bên dưới hai fan tản nhiệt. Lò trang bị các cổng kết nối bao gồm sạc, cổng USB 3.1, khe cắm thẻ nhớ, cổng mạng LAN. Có cổng USB Type-C nữa nha các bạn, HDMI, cổng VGA và jack tai nghe. Thì dòng thì đó được trang bị tích hợp những công nghệ mới hiện tại bây giờ rất cần thiết, nhất là USB Type-C nè. Thì con này đặc trưng của nó có thêm một cái hay nữa là có finger mở khóa bằng dấu vân tay, nhưng mà được thiết kế trên cả nút nguồn khi mở máy. Có đèn bàn phím màu trắng. Giờ mình sẽ vô thẳng trực tiếp mình thiết. Rồi. Đây, giờ mình khởi động trực tiếp vô máy hệ điều hành Windows. Con này được trang bị là Windows 10 Home và có kèm theo Office 365. Mình đây, bạn thấy màn hình rất là đặc sắc. Mình mẫu cái clip mà coi cái độ nét của màn hình như thế này các bạn ha. À, nhìn rất là nóng bỏng ha các bạn ha, rất là hấp dẫn. Công nghệ màn hình IPS nhìn góc nhìn rất rộng. Quá tuyệt. Âm thanh thì con này được sử dụng là âm thanh Mat Audio. Mình có thể chỉnh tất cả những cái công nghệ Mat Audio này á, thì mình có thể chỉnh âm thanh của mình tăng giảm. Để mình mở cho bạn coi. Dòng máy được trang bị công nghệ âm thanh mới Max Audio, giúp cho mình có thể tùy chỉnh theo ý thích mình chế độ âm thanh. Đây phần mềm Max Audio mình có thể chỉnh chế độ rất là nhiều chế độ để cho mình chỉnh. Thì các bạn có thể về nghiên cứu thử, thể tăng giảm âm lượng tùy theo ý thích của mình. Đây là bình sơ về màn hình. Thì bên đặc trưng của con này còn có thêm một cái chức năng của nó rất là hay, đó là công nghệ kẹt màn hình 101 GTX 1060 6GB. Nhưng mà 6GB kẹt màn hình này được có công nghệ là Mask Q. Cái công nghệ Mask Q này nó sẽ giúp cho mình được những tính năng, thứ như là tiết kiệm được điện năng, tối ưu hóa được điện năng của mình, sử dụng ít hao năng lượng hơn. Đây, có giảm bớt tiếng ồn so với những kẹt màn hình trước đây.
đây là công nghệ đó. Còn về độ mượt mà thì các bạn khỏi cần, còn không biết đánh giá gì không, thì có thể mình chơi được bất kể những cái trò game nào chiến hiện tại bây giờ nặng như bây giờ. Còn kế tiếp đặc biệt dòng máy này còn có thêm một cái tính năng nữa là tính năng sạc nhanh, giúp cho bạn có thể sạc pin vô rất là nhanh. Nhưng mà pin thì chỉ có 4 xe thôi nha các bạn, nhưng mà bù lại có công nghệ sạc nhanh thì tính cũng đỡ, không đến nỗi nào. Đây, bây giờ mình sẽ test tới cái đặc trưng thứ hai là mở khóa bằng dấu vân tay. Đây, đeo dòng 570 này có được tích hợp finger trực tiếp trên nút nguồn luôn, nên mình có thể là khi mình mở, nhấn vào mở máy mình sẽ mở nhanh hơn nhiều. Mình thiết lập thử cho các bạn coi nha. Sau đây mình sẽ set up về bảo mật dấu vân tay finger bằng nút nguồn. Đây mình vừa set. Thì để cài đặt finger bảo mật dấu vân tay thì trước hết mình phải đặt mã pin nha các bạn. Giờ mình sẽ set up mã pin trước. Đây là mật khẩu của khi mình đăng nhập lúc đầu. Thì set up mã pin thì bạn có thể chọn bất kể nhập tức ký tự bằng số 4 số thôi là được rồi. Đây. Sau khi set up mã pin xong, mình sẽ set up tới dấu vân tay. Đây. Nhập mã pin vô. Mình đặt ngón tay vào cái nút của mình. Rồi đặt. Gõ xuống và giữ nhẹ ra. Đó. Ok. Thì trong quá trình setup thì nó hơi lâu một tí, nhưng mà để mình coi độ nhảy nha. Xong rồi setup thành công rồi, mình sẽ lock on, mình coi độ nhảy của nó, độ nhảy của bóng một dấu vân tay như thế nào. Đây, mình thử đúc một cái ngón tay khác coi. Không được, không được, mình dùng cái ngón tay nãy mình setup nha. Khi mình đặt dấu vân tay khác sai nhiều lần thì nó sẽ yêu cầu mình nhập mã pin vào. Mình sẽ lock on máy và mình test thử độ nhạy của dấu vân tay. Wow. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là mình có thể mở khóa được rồi. Quá nhạy, quá ok. Đó, tính là nãy giờ mình giới thiệu sơ bộ về đặc trưng của dòng Watcho 7570. Giờ mình tóm gọn lại ha. Thì về ưu điểm đối với dòng 7570 này, bề ngoài có rất là chắc chắn. Rất chắc chắn, vỏ nhôm nguyên khối. Có những chức năng đặc biệt là mở khóa bằng dấu vân tay, cấu hình kẹt màn hình GTX cực khủng, chip HQ thì rất cái phù hợp cho các bạn chuyên về sử dụng về thiết kế đồ họa và kể cả cho những tín đồ gaming. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong lần review kế tiếp.